Giấy phép xây dựng thì nó có 3 loại các bạn. Đây, trong cái luật xây dựng á thì nó có 3 loại, đó là giấy phép xây dựng bình thường, nghĩa là giấy phép xây dựng vĩnh viễn, và giấy phép xây dựng có thời hạn, và cái loại thứ ba đó là giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Vậy thì ba cái loại này nó khác nhau sao? Thì đầu tiên á, cái loại giấy phép xây dựng thì chắc chắn là ai cũng biết, nghĩa là khi mà chúng ta xây nhà thì chúng ta phải có cái giấy phép xây dựng. Nếu không có thì cơ quan quản lý nhà nước nó sẽ lập biên bản chúng ta, nó không cho chúng ta xây, nó đình công chúng ta, nó không chúng ta nó kho không cho chúng ta làm việc. Còn bây giờ giấy phép xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn có nghĩa là sao? Tại sao lại có cái loại giấy phép xây dựng có thời hạn? Đây, các bạn hãy nhìn xem em. Tất cả những công trình nhà ở riêng lẻ hiện hữu của tổ chức cá nhân nằm trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Để nhất là làm gì? Sửa chữa, ok. Tiếp theo làm gì? Cải tạo và xây dựng công trình, có nghĩa là chúng ta xây hoàn toàn mới. Nghĩa là bây giờ như vậy các bạn. Đó, thí dụ bây giờ chúng ta có một thửa đất như thế này, ok. Thì cái nhà này là nó mới có đất à, nó chưa có nhà. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn xây nhà trên đó. Thì khi mà chúng ta đi xin giấy phép xây dựng á, thì lúc đầu có khi có người tưởng là mình sẽ xây nhà vĩnh viễn với nó được. Nhưng mà khi mà đi xin phép á, thì cơ quan nhà nước nó nói là nhà này chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thôi, không cấp giấy phép xây dựng vĩnh viễn được. Tại sao? Tại vì nó nằm trong cái phân khu 1/2000. Vậy có người hỏi, ủa tại sao lúc đầu tôi mua cái đất này nè, trong cái sổ đỏ đó, sổ đỏ sổ đất các bạn, sổ đỏ là sổ đất, sao trong cái sổ đỏ nó không có nói cái gì gọi là quy hoạch cho vậy, mà bây giờ tự nhiên tôi xây nhà thì lại bị quy hoạch là sao? Lý do tại làm sao? Đây, đọc câu này các bạn. Hiện nay ở khu vực Hà Đông, Phú Lãm, Phú Lương, Yên Nghĩa vân vân đang có rất nhiều dự án treo quy hoạch chồng chất lẫn nhau, dẫn đến việc các lô đất và công trình tại đây nằm trong vùng quy hoạch. Do đó, nếu khách hàng không tìm hiểu kỹ khi mua đất nằm trong diện quy hoạch, trên sổ đỏ không thể hiện điều này, nhưng khi khách hàng muốn xây dựng bất kỳ một công trình nào đó đều sẽ không thể được cấp giấy phép xây dựng vĩnh viễn mà chỉ là giấy phép xây dựng tạm. Như vậy mà khi mà người ta bán cái đất này các bạn, thì người ta cấp sổ đỏ cho mình, thì trên sổ đỏ đó nó không có ghi là cái chỗ này nó bị quy hoạch, nó cho ác vậy đó. Nhưng mà khi mà chúng ta bây giờ chúng ta có mua đất rồi, bây giờ thì lúc đầu thì chúng ta có tiền mua đất à, chúng ta không có tiền cất nhà thì chúng ta mua đất trước, sau đó cất nhà sau. Ví dụ như mua đất năm 2010 để cất nhà năm 2015, 5 năm sau mới cất. Thì lúc mà đem muốn cất nhà thì xin phép thì người ta chỉ cấp giấy phép xây dựng tạm. Như vậy chỗ này nó bị quy hoạch, trong khi đó cái sổ đỏ nó không có hoàn toàn ghi là quy hoạch. Như vậy là chúng ta phải cẩn thận. Rồi thì bây giờ có người hỏi, không bây giờ tôi lỡ là tôi bị gạt rồi, thứ nhất là bị gạt, thứ hai là mình không biết, là mình lỡ mua một cái thửa đất mà nó bị quy hoạch mà mình không hề biết. Thì bây giờ dĩ nhiên khi mà bạn muốn xây nhà thì bây giờ người ta chỉ cấp giấy phép xây dựng tạm thôi, nhưng mà giấy phép xây dựng tạm thì nó bị cái trường hợp gì? Chúng ta hãy đọc cái đây, công trình xây dựng được tồn tại tới khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, và ông bà, vậy là ông bà phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình, việc bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành. Công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn thì không được bồi thường. Có nghĩa là sao?
Nghĩa là bây giờ nếu mà bây giờ chúng ta lỡ mua một cái đất á, nó bị quy hoạch rồi, thì khi mà chúng ta xây cái nhà lên này, ví dụ chúng ta xây nhà rồi các bạn, đó, ok, xây nhà rồi, thì bây giờ á, khi mà nhà nước người ta quy hoạch thì chúng ta buộc phải phá dỡ toàn bộ cái ngôi nhà này. Đó, ngôi nhà bằng bê tông cốt thép nó đẹp cái nào đẹp thì chúng ta cũng phải tự phá vỡ, phá vỡ hết. Thì cái chi phí mà phá dỡ công trình này, đầu tiên các bạn, đầu tiên thì các bạn phải mua đất, tốn tiền đất rồi. Thứ hai là các bạn phải cất nhà, tốn tiền vật liệu xây dựng, như là chung là tốn thêm bao nhiêu tỷ đó để cất con nhà này nữa. Thì khi mà nhà nước thu hồi đất thì cái tiền mà xây nhà của chúng ta nhà nước không có đền, nhà nước chỉ đền cái tiền gọi là đất thôi. Đó, có nghĩa là người ta nhà nước chỉ đền cái tiền mua đất này thôi nè. Nhưng mà ví dụ các bạn mua thửa đất này 1 tỷ thì nó đền chừng dữ lắm 500 triệu thôi ha, tùy ai biết được là bao nhiêu. Nói chung là không bao giờ đền bằng số tiền ta mua cả. Đó, giảm 2 3 lần gì đó, ai biết được bao nhiêu. Đó, tới khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch và gia đình ông bà phải tự phá dỡ công trình, đó không, đó là phải tự phá dỡ công trình. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế. Đó, nghĩa là không chấp hành sẽ bị cưỡng chế, và ông hoặc là bà phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình. Nghĩa là nếu mà chúng ta tự phá dỡ thì không nói, mà chúng ta bị cưỡng chế có nghĩa là nhà nước lại phá dỡ thì cái chi phí phá dỡ chúng ta phải chịu. Thì đằng nào chúng ta cũng phải phá vỡ đúng không ạ? Để chúng ta phá dỡ thì chúng ta kêu người lại phá dỡ, đường nào cũng phải làm thôi à. À, đừng có chống, chống không được đâu. Có nghĩa là bây giờ nó chỉ đền cái tiền đất thôi, còn cái tiền mà xây nhà không có đền. Đó, các bạn phải bây giờ là cho các bạn phải phải cực kỳ tỉnh táo đúng không? Đó, phải coi coi bây giờ á, mua đất á thì nếu mà các bạn mà mua nhà có sổ hồng rồi á thì chắc chắn cái đó là chúng ta lên cái sở tài nguyên môi trường của quận á thì chúng ta hỏi thì nó sẽ nói với chúng ta là cái chỗ đất có bị quy hoạch hay không ha. Còn nếu bây giờ chúng ta mua đất không mà chưa cấp nhà thì chúng ta sẽ cấp sổ đỏ, mà trên sổ đỏ nó không có thể hiện là chỗ đất có bị quy hoạch hay không, thì chúng ta cũng phải lên sở tài nguyên môi trường để hỏi. Thì bây giờ ví dụ chúng ta không biết phải không, thì vô hỏi bây giờ cái đất đó có bị quy hoạch hay không, thì cái phân quy hoạch phân khu là level 1 2 ngàn nè, chỗ đó có bị làm đường giao thông nói chung là bị quy hoạch không, thì hỏi người ta trả lời. Còn trả lời nhanh hay chậm thì các bạn cũng biết là làm sao nó nhanh chậm đúng không? Đó, đó, ai cũng biết rồi, cách làm nhanh thì ai cũng biết à, còn muốn làm chậm thì rất là chậm. Rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục tới cái giấy phép xây dựng theo giai đoạn, có nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ chúng ta xây một cái nhà cao tầng. Rồi, thì bây giờ chúng ta xây một nhà cao tầng á, thì khi mà chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng các bạn, nhà cao tầng không phải là một cái nhà bình thường, cho nên là cái thời gian mà xin giấy phép xây dựng nó rất là lâu, nó lâu hơn nhà bình thường, nhà phố, nhà biệt thự lâu hơn nhà bình thường nhiều. Thì ví dụ bây giờ á, người ta nói gì nè, thì mình đi xin á, thì người ta nói như vậy là khoảng trong vòng 1 năm á thì anh mới có được cái giấy phép xây dựng của cái chung cư này, của nhà cao tầng này. Như vậy 1 năm đó thì chúng nãy chúng ta ở không đâu được đâu, ta phải làm là liên tục chứ. Như vậy 1 năm đó là không thể nào mà chờ đợi nổi hả? Đấy. Cho đến bây giờ chúng ta phải xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn này. Thì một ngôi nhà nó xây từ phần, nếu mà nhà cao tầng á, thì nó xây phần hầm nè, xong mà lên tới phần móng, hầm móng với hầm, rồi xong mà lên tới phần khung, khung như là khung bê tông thép bình thường các bạn chưa hoàn thiện, rồi xong mà tới phần hoàn thiện,
MI. Như vậy là chia ra 3 4 giai đoạn. Thì bây giờ đầu tiên nếu mà các bạn muốn nhanh á thì chúng ta phải xin phép giấy phép xây dựng theo giai đoạn, nghĩa là bây giờ tôi xin giấy phép xây dựng theo cái xây móng xây hầm trước. Sau khi mà xin xong á, thí dụ bây giờ cái này là 1 năm mới được xin đúng không? Đây, 1 năm xin mà giấy phép xây dựng vĩnh viễn á, thì 1 năm mới được. Còn trong khi mà xin giấy phép xây dựng theo giai đoạn móng hầm á, thì mất khoảng 2 tháng thôi. Như vậy là giờ chúng ta sẽ làm chỗ này để cho nó tiết kiệm thời gian. Làm xong cái móng hầm thì xin tiếp cái phần khung bê tông cốt thép. Làm xong cái phần khung bê tông thép thì chúng ta xin tiếp cái phần hoàn thiện MI. Đây, đó là nhiều doanh nghiệp cho rằng cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho các dự án là cách làm hay, nhưng điều kiện thủ tục xin phép thế nào nhiều doanh nghiệp vẫn chưa biết. Thì nó nói đâu rồi, nói cái này nói chung là lằng ngoằng các bạn, thì mình nói các bạn như vậy đó. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là nó chỉ có là đối với cái loại nhà cao tầng thôi, còn nhà phố, nhà biệt thự, nhà nhỏ xíu siêu thì dĩ nhiên không có loại đó rồi. Nói là giấy phép xây dựng đâu rồi trời, đây theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình, có nghĩa là phần móng, phần khung và phần hoàn thiện là 3 phần. Từng phần cấp, từng phần một thì cấp từng phần nó nhanh hơn là cấp nguyên một thể, cho nên là có cái loại theo giai đoạn là như vậy. Hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc dự án chưa được thực hiện xong. Có nghĩa là bây giờ không phải nó có một cái nhà, thí dụ bây giờ các bạn ông nào đó rất là giàu, ví dụ mình lấy cái nhà là nhiều nhiều ha, đó như đây là một cái nhà cao tầng nè, nhà 1, nhà 2, nhà 3, nhà 4, nhà 5, nhà 6, nhà 7, nhà 8, 9, nhà 10, bòi nằm dài vậy đó. Nói chung là rất là nhiều cái nhà. Thì nếu mà chủ đầu tư nào mà gọi là giàu có thì họ sẽ sở hữu là nhiều cái ngôi nhà, ví dụ nhà nhất nè, số 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Thì bây giờ ví dụ như xin tất cả cái này một lúc rất là lâu, thì chúng ta sẽ xin cái này trước, sau đó xin cái này sau, tiếp theo số 3, rồi tiếp theo xin dần dần nha, gọi là xin dần dần dần, không xin một lượt, xong lượt thì rất là lâu. Đấy. Thì cái đó là mình nói với bạn sơ bộ gì giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nha. Nhớ chia sẻ nha các bạn.